Xin chào, tôi là Lê Minh Ngọc và quý vị đang theo dõi podcast Lên Kệ Shopee. Với thông điệp khi tiêu chuẩn được nâng, nhà cung cấp được tầm, những sản phẩm được Shopee phân phối phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe và mang những câu chuyện đầy ý nghĩa. Cùng Shopee lắng nghe chia sẻ về hành trình lên kệ đầy thú vị của những nhà phát triển sản phẩm uy tín. Quý vị thân mến, ăn uống không chỉ để no mà còn phải lo cho sức khỏe của mình. Việc chúng ta ăn uống điều độ và đảm bảo một sức khỏe tốt, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nhiều ý kiến cũng cho rằng là việc ăn uống điều độ hiện nay cũng liên quan khá nhiều đến hệ tiêu hóa đường ruột của chúng ta, đặc biệt là hệ vi sinh. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến họ cũng đánh giá rằng liên quan đến việc kiểm soát cân nặng cũng như là việc giảm thải chất béo trong cơ thể chúng ta cũng ảnh hưởng khá nhiều đến yếu tố hệ vi sinh. Vậy thì ý kiến này đúng hay sai hay là cần bổ sung thêm những điều kiện nào? Mời quý vị sẽ cùng bắt đầu với Lên Kệ Shopee ngày hôm nay với những khách mời của chúng tôi. Thưa quý vị, và ngồi cạnh Minh Ngọc là dược sĩ Nguyễn Văn Vinh, CEO của công ty Orifarmex. Chào quý vị. Và tiếp theo, đại diện của Shopee chúng tôi xin được giới thiệu ông Dương Công Tấn Phát, giám đốc sản phẩm của Shopee. Chào MC, xin chào quý vị khán giả. Và đại diện của người tiêu dùng thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu quý vị chị Hồng Hạnh. Xin chào MC, xin chào tất cả mọi người. Trong thời gian gần vừa đây thì người ta cũng cho rằng là nếu mà chúng ta có một cái hệ vi sinh tốt thì chắc chắn nó cũng sẽ kiểm soát tốt cái vấn đề liên quan tới béo phì. Ở góc độ là một chuyên gia thì sẽ nhờ dược sĩ Vinh chia sẻ luôn cho Minh Ngọc cũng như là tất cả quý vị được nắm rõ thêm thông tin này được không ạ? Nhưng mà đầu tiên chúng ta nên hiểu là hệ vi sinh đối với con người rất là quan trọng. Nó như là bộ gen thứ hai của con người, và cái đường ruột chúng ta là như bộ não thứ hai. Cho nên toàn bộ những vấn đề của sức khỏe chúng ta đó, nó tùy thuộc vào cái hệ vi sinh và cái hệ tiêu hóa chúng ta như thế nào. Hệ vi sinh tốt thì chúng ta vượt qua các cái bệnh tật trong vấn đề về đường tiêu hóa. Bên cạnh đó còn liên quan đến việc giảm mỡ máu, giảm cholesterol, hay là chúng ta điều chỉnh đường huyết và đồng thời chúng ta tăng cường sức khỏe. Thì trong đó cái việc mà mọi người đề cập đến giảm cân thì nó là một cái góc nhìn trong cái chức năng về thải mỡ ở ngay trong đường ruột chúng ta. Đặc biệt là nó sẽ cắt bỏ đi những cái axit mặt dư trong quá trình tiêu hóa để thải loại theo phân. Trong đường ruột chúng ta đó, cái hệ vi sinh đó, nó quy định cái cân nặng. Nếu như mà hệ thống vi sinh nó giàu vi khuẩn trung gian thì một số vi khuẩn nó lại tăng thèm béo ngọt. Cho nên những cái người mà bị béo phì thì ngày càng hệ vi sinh nó lại càng rối loạn như vậy, thì nó càng gia tăng cái việc mà tích mỡ. Bởi vì nó quy định cái sự thèm ăn. Cho nên nếu như chúng ta dùng lợi khuẩn thì ngược lại, lợi khuẩn này nó ức chế các cái vi sinh vật này và đồng thời nó tăng cái hoạt động chuyển hóa, nó tăng cái việc đào thải mỡ và đồng thời nó chuyển hóa mỡ tạo ra năng lượng. Cái điều thứ ba là hệ thống vi sinh nó tạo ra hàng vô vàn số enzyme, và vì vậy chúng ta sẽ sử dụng đường tốt, chúng ta chuyển hóa sang năng lượng, chúng ta sử dụng mỡ tốt để chuyển hóa sang năng lượng, nhờ đó chúng ta khỏe mạnh. Cho nên những ai khỏe mạnh là những người không béo phì. Điều thứ tư mình muốn nói, đã là béo phì là chúng ta bị viêm. Mà viêm của người béo phì là viêm mãn tính. Mà viêm là gì? Viêm là quá trình kích thích tích mỡ. Mà càng viêm thì càng tích mỡ. Probiotic nó làm gì? Vi sinh tốt nó làm gì? Nó tăng hoạt động enzyme chống lại phản ứng viêm. Khoa học đã chứng minh. Nhờ vậy mình sử dụng lợi khuẩn, tức là mình điều chỉnh giúp cho cơ thể ta giảm viêm, cơ thể ta thanh lọc tốt hơn. Và vì vậy nó cắt đứt cái con đường tạo ra mỡ. Thế thì trong giảm cân, mọi người điều chỉnh rất đơn giản. Chúng ta ăn uống cân bằng, khoa học. Chúng ta tăng hấp thụ enzyme lên, cơ thể chúng ta khỏe hơn, nội sinh chúng ta tốt hơn. Mà đây chính là vai trò chính của lợi khuẩn. Dạ vâng ạ, thì ở vấn đề này thì chắc là phải hỏi thêm một chút xíu về người tiêu dùng. Thì chị Hồng Hạnh thân mến, không biết là chị đã từng có dành thời gian cho cái việc nghiên cứu đến những cái sản phẩm liên quan, hay nói một cách khác ngắn gọn đơn giản thôi, là chị đã từng quan tâm về vấn đề này như thế nào ạ? Thì thực ra là Hạnh biết đến cái sản phẩm này là cũng một cái cơ duyên là mình có đi sinh em bé. Và trong suốt quá trình thai kỳ thì mình đều khỏe mạnh hết. Đó, nhưng mà có một cái điều là khi mà mình sinh em bé thì mình lại không có sinh bằng thông thường được, mình phải sinh mổ. Rồi xong sau đó thì mình cũng không có sữa để cho bé bú. Thành ra là phải gặp một cái vấn đề là bé nó hay bị lúc thì tiêu chảy, rồi lúc thì táo bón. Là cái đường tiêu hóa của con thì nó không có được tốt lắm. Thì ngay từ những cái ngày giai đoạn đầu của cái việc là chăm bé thì bên bệnh viện là người ta cũng đã chia sẻ cái sản phẩm là Kit Lắc, là một trong những cái dòng sản phẩm của nhà Orifarmex. Thực ra là mình cũng có một chút chuyên môn trong ngành,
về cái việc là sử dụng probiotic cho con trong cái kê toa của bé trong cái giai đoạn mà hỗ trợ cho con bị rối loạn tiêu hóa đó, thì cũng có rất là nhiều thuốc nữa, nhưng mà trong đó thì mình sẽ lựa chọn probiotic thôi. Và các sản phẩm thuốc thì giai đoạn đó thì mình cũng chưa có tiếp cận cho bé. Thì khi mà mình dùng cái sản phẩm probiotic đó thì mình cảm thấy rất là hay, là con của mình là rất là nhanh luôn. Thậm chí là ví dụ như ngày hôm nay bé đang bị là đau rối loạn đó, nhưng mà ngày hôm sau thì bé đã có thể cải thiện rồi. Ví dụ như táo bón thì ngay ngày hôm sau là bé có thể đi được. Rồi là tiêu chảy cũng vậy. Tiêu chảy ví dụ như là bé đang trong cái quá trình là đau gắt khóc và đi tiêu chảy ngoài thì ngày hôm sau là bé cũng đã ổn rồi. Cho nên là từ cái giai đoạn đó thì mình cũng bắt đầu là có niềm tin hơn về cái việc sử dụng probiotic trong cái giai đoạn đó. Dạ vâng ạ. Thật ra là việc câu chuyện của những người làm bố mẹ quan tâm tới sản phẩm cho con em mình, hay nói chính cách khác là sử dụng cho cả người lớn chúng ta, luôn là một cái vấn đề quá quan trọng. Bởi vì thật ra khi mà chúng ta ấn định bất cứ một cái khái niệm, một thông tin cho bất cứ một dòng, một ngành sản phẩm nào, thì điều quan trọng đầu tiên đó là thích ứng với cơ thể chúng ta, cũng như là những người xung quanh không bị những tác dụng phụ bên ngoài. Ở góc độ là một đại diện ở Rugby hiện nay, liên quan tới vấn đề sản phẩm, thì không biết là anh Phát có đánh giá gì về các sản phẩm trên thị trường, đặc biệt là với ngành của chúng ta có sản phẩm của nhà Orifarmac, hay nói cách khác là liên quan tới sản phẩm có probiotic ạ? Đối với cái nhận định của mình về thị trường men vi sinh thì đây là một trong những thị trường cực kỳ lớn, và mình đánh giá một điều đó là gì? Để mà cái sản phẩm đi vào hệ tiêu hóa mà nó giữ đợi được cái những cái con men mà nó bổ sung được á, thì nó cực kỳ khó. Đôi khi là nó phải dùng từ những cái công nghệ. Cái điều khác biệt giữa nhà Đông Phương với một số cái sản phẩm ngoài thị trường đó là mình đang dùng một cái công nghệ tiên tiến, đó là công nghệ bao kép thế hệ thứ tư. Thì nó giúp cho cái men khi đi qua cái dịch vị dạ dày á, nó giữ lại được, và nó kích hoạt cái men, kích hoạt được cái lợi khuẩn nó sống, nó không có giết cái lợi khuẩn nó đi. Thì đây là một trong những cái công nghệ tiên tiến mình đánh giá rất là cao về sản phẩm. Dạ vâng ạ. Ở đây cũng là một thông tin với Minh Ngọc, cũng là thêm một điểm cộng nữa dành cho sản phẩm lần này xuất hiện trong chương trình Lên Kệ Shopee. Câu chuyện ở chỗ là chúng ta có nhiều người biết nó quan trọng cho sức khỏe của mình, quan trọng cho con cái của chúng ta. Cơ bản là mình biết thôi, nhưng mà vẫn còn để đó, chưa có áp dụng. Thường cái thói quen đó nó đã trở thành khá quen thuộc rồi. Nhưng mà ở góc độ là một người tiêu dùng mà đã sử dụng sản phẩm đi, ngoài bản thân mình trực tiếp sử dụng ra thì nhà mình còn ai là đối tượng tiếp theo để sử dụng sản phẩm của Orifarmac nữa? Câu hỏi của MC Minh Ngọc là mình gợi nhớ đến bà ngoại. Tại vì bà ngoại của Hạnh á, thì năm nay cũng khá là lớn tuổi rồi, khoảng 85 tuổi. Và bà cũng khá là yếu rồi. Thì nếu mà nói về mất khả năng chủ động cơ thể á, thì cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều rồi đó. Ví dụ như nhiều khi đi vệ sinh nè, hoặc là đi lại nè, là phải nhiều bà, là phải hỗ trợ cho bà. Thì đến cái lúc đó thì mình có gửi về nhà là Hạnh nhớ là khoảng 1 tháng dùng á. Thì sau giai đoạn 1 tháng đó xong á, thì mặc dù là không có dùng hết, nhưng mà bà mợ thấy một cái điểm rất là khác biệt luôn. Bà đi rất mềm hơn rồi. Đó thì tiếp tục là Hạnh có dặn mợ là mình sẽ sử dụng liên tục cho bà, và dùng khoảng 3 tháng. Thì đến sau khoảng 3 tháng đó thì đã có những lúc là bà tự chủ động đi được. Tức là lúc ban đầu là bà vẫn phải dùng tay đó, nhưng mà sau đó thì bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thì đó là một cái niềm hạnh phúc của cả gia đình. Còn đối với bản thân mình cũng có một kỷ niệm thì chắc là chia sẻ cho Ngọc và tất cả mọi người khán giả trong phòng quay cùng nghe luôn. Đó là mình cũng có một cái cơ duyên là sử dụng sản phẩm, và mình sử dụng chủ yếu là để chăm sóc gia đình, để chăm sóc chính bản thân mình và gia đình mình thôi. Thì khi mà mình dùng là sau sinh thì chị là sinh mổ, thì ai cũng sẽ bị cái vấn đề liên quan đến là bụng bự. Đúng rồi. Cái chỗ này thì chắc là đa phần bà mẹ nào cũng bị dính hết. Thì cái mình thấy hay là khi mà mình sử dụng á, thì là cái bụng của mình nó bắt đầu là nó đẹp dần, khoảng 78 cm. Thì khi mà Hạnh dùng một khoảng là gần 2 liệu trình thì giảm xuống là được khoảng 70 là vùng to nhất, còn vùng trên thì khoảng là 64-65 khoảng đó. Đó là một cái câu chuyện cũng khá ý nghĩa. Thật ra là mình nói về cái ý đầu tiên đó là cái câu chuyện về chăm sóc sức khỏe ông bà cha mẹ lớn tuổi trong nhà của mình. Quý vị nghe qua câu chuyện vừa rồi thì thật ra đối với chúng ta đều là những câu chuyện khó nói, và cũng có ít ai chia sẻ những câu chuyện này. Nhưng mà với cái sự hạnh phúc khi thấy được chính ông bà cha mẹ trong nhà chúng ta có được cái sự thay đổi rõ rệt như vậy, thì Minh Ngọc nghĩ rằng là với câu chuyện của chị Hồng Hạnh vừa rồi thì quý vị cũng yên tâm. Nếu mà chúng ta đang có một cái tình huống tương tự như vậy thì chúng tôi vẫn đang rất muốn là được lắng nghe những chia sẻ của tất cả quý vị. Bởi vì với Shopee thì
bên cạnh cái việc mà chúng ta đi ra ngoài phòng khám đâu đó để chờ tới số thứ tự mới được tư vấn, hoặc là phải chờ qua người này người kia giới thiệu những cái bác sĩ chuyên gia, hoặc là đâu đó những cái chuyên gia tư vấn mới được nghe cái câu chuyện của mình, thì với Shopee thì chúng tôi vẫn luôn là những người tư vấn trực tiếp cho quý vị. Và hơn thế nữa, giống như chị Hạnh thì cũng sẽ có những đối tác kinh doanh của chúng ta là người đã có những câu chuyện kinh doanh như vậy ngày hôm nay chia sẻ cho quý vị. Còn quay trở lại câu chuyện lúc này thì ở phần ý thứ hai, chị Hạnh có vừa nói về cái câu chuyện là cái hành trình mà thay đổi vóc dáng của mình, thì ở đây không biết là nhân cơ hội này thì dược sĩ Vinh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này không ạ? Giảm cân thực tế là chúng ta giảm mỡ, còn để giảm cân thành công thì nó có cái nguyên tắc là Vinh cũng nói rằng là chúng ta dùng lợi khuẩn để tăng tiêu hóa, tăng chuyển hóa, tăng hấp thu, nhờ đó mà chúng ta tăng cái hoạt động chuyển hóa năng lượng, cho nên để chúng ta giảm mỡ thì ứng dụng cái nguyên lý đó cùng với cái chế độ ăn, thì Vinh có đặt ra cái hành trình cho nó gọi là lộ trình 21 ngày, 3 ngày thanh lọc, 11 ngày thải mỡ lỏng, 7 ngày đốt mỡ cứng. Đây là một sự khác biệt. Nhờ sử dụng men, nhờ tăng cái hoạt động hấp thụ dinh dưỡng, nếu như cơ thể mình chuyển hóa tốt và đáp ứng tốt thì mình có thể tăng cơ. Có nghĩa là có khi không giảm ký nào vẫn giảm được vòng bụng, là đó là cái nguyên tắc. Dạ vâng. Cho nên đây là cái điểm mình muốn chia sẻ thêm một chút xíu. Dạ vâng. Bên cạnh những cái thông tin mà dược sĩ Vinh chia sẻ về cái ý nghĩa quan trọng của lợi khuẩn rồi, thì không biết là nhà Orifarmac hiện đang có những cái sản phẩm nào xuất hiện trên kệ của Shopee ạ? Trên Shopee thì mình đã rất là tin tưởng đặt vào 4 sản phẩm, đó là Pride Pro bé bé cho trẻ từ sơ sinh cho đến 24 tháng tuổi. Thứ hai là Kid Luck cho trẻ từ 0 cho đến 36 tháng tuổi. Thứ ba là BioRelax là dùng cho mọi người trong gia đình. Và thứ tư là Luckin Gold là dùng cho mọi người từ trên 4 tuổi. Thì 4 sản phẩm này có cái điều mà bên cảm thấy rất là tâm đắc là công nghệ bao vi sinh, đó là công nghệ bao kép thế hệ thứ tư. Đó là như vậy. Dạ vâng, anh có thể là nhân cái cơ hội này anh có thể chia sẻ thêm cho Minh Ngọc cũng như là tất cả quý vị được hiểu hơn về cái công nghệ bao kép này được không ạ? Điểm lại các cái thế hệ và các cái công nghệ mà các nhà sản xuất người ta đã nghiên cứu và làm. Đầu tiên là chúng ta hiểu đơn giản là những sản phẩm không bao. Thì không bao thì như Minh nói đơn giản là nó chết hầu hết. Rồi sau đó người ta mới nghĩ ra cái cách bao. Bao trong những cái viên nang. Dạ. Để làm gì? Để nó mục đích là qua được ruột. Khi nếu mà bao dày quá thì vào ruột thì nó lại không thích chậm. Cho nên người Nhật có một công ty của Nhật thôi, họ làm cái công nghệ bao thế hệ thứ 3. Nó cho thấy là có hiệu quả hơn thế hệ thứ 2. Nhưng cái bao vi nang này vẫn chưa đạt được hiệu quả cao về mặt phóng thích ở ruột. Trong khi đó thế hệ thứ 4 là vừa mình như mình nói là vượt qua dạ dày trên 90%. Nhờ vậy mà nó có hiệu quả cao hơn. Và cái nhờ vậy cái công nghệ này nó làm cho Semotech là trở nên vị trí số 1 Hàn Quốc về xuất khẩu men vi sinh ra toàn thế giới. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều ạ. Thực ra là với những cái thông tin khá là cụ thể về các bộ sản phẩm đang có mặt trên kệ của Shopee lúc này, thì chắc chắn là tất cả những đối tác kinh doanh của chúng ta, đặc biệt là những khách hàng đang mong muốn có những trải nghiệm và quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình, thì quý vị cũng nên lưu tâm. Ở góc độ là giám đốc sản phẩm của Shopee cũng như là quan sát cả quá trình mà Orifarmac của chúng ta xuất hiện với những sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng trong thời gian vừa qua, thì không biết là với những cái dòng sản phẩm đa dạng như vậy thì ở phía của anh Phát có đánh giá gì về cái hành trình vừa rồi của phía Orifarmac ạ? Trong quá trình mình làm việc với đối tác chỗ anh Vinh ấy, thì mình thấy một cái đó là cái sự nghiên cứu sâu sắc từ sản phẩm, tức là anh là cái người dược sĩ và nghiên cứu rất là sâu. Bên cạnh đó thì cái quá trình anh làm thì anh rất là kiên trì. Đây là một cái mình thấy rất là tin tưởng từ phía nhãn hàng, và làm sao để cho đối tác hoặc là khách hàng có cái niềm tin. Và anh chỉ biết là cái việc mà những cái sản phẩm vi sinh này để cho họ trải nghiệm tốt và cảm nhận lâu và thẩm thấu được, để họ tin tưởng, thì nó không phải một ngày, hai ngày, mà nó có thể là có những người này họ biết được cái vai trò của vi sinh rồi, nhưng mà đôi khi họ thấy không thấy cấp thiết, cho đến khi họ bị gặp một vấn đề nào đó thì bắt đầu là họ dùng, bắt đầu là từ đó mới tạo được cái niềm tin sâu sắc. Nói về cái nhãn vi sinh trên nền tảng Shopee á, thì rất là nhiều các anh chị đối tác kinh doanh họ tìm kiếm,
cũng như là họ hợp tác. Thì đó là một trong những cái sự thành công của bên phía anh Vinh trong quá trình hợp tác. Đối với thời đại mà chuyển đổi số mọi thứ thì gần như chúng ta có thể làm chủ được tất cả những thông tin mà chúng ta tìm kiếm và sử dụng. Thế nhưng với việc trải nghiệm của Robby dành cho những khách hàng, những đối tác kinh doanh tương lai thì quả thật đây đều là những cái trải nghiệm nằm trong một cái quy chuẩn của một hệ sinh thái. Và Minh Ngọc nghĩ rằng là những cái điều này cũng giúp làm cho quý vị thêm yên tâm với những cái sản phẩm mà chúng tôi được giới thiệu, được chia sẻ trên những kệ hàng của chúng tôi. Vậy thưa quý vị, và ngay điểm này thì không biết là quý vị đã sẵn sàng bắt đầu cho câu chuyện của mình chưa? Thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện cảm hứng ngày hôm nay của sản phẩm nhà Orifarmex. Thưa quý vị, mình vẫn là một cái câu nói cửa miệng của Minh Ngọc thôi. Việc kinh doanh bao giờ nó cũng sẽ có một cái câu chuyện đi liền với nó. Nào là cơ duyên, nào là cái lý do chọn lựa tại sao phải làm công việc này mà không làm công việc khác. Giống như bây giờ nếu mà kêu em làm công việc như anh Vinh là em làm không được rồi đó. Tại vì em không có lý do gì để em bắt đầu hết trơn. Vậy thì lý do bắt đầu của anh Vinh như thế nào khi mà em được tìm hiểu là em được biết anh Vinh cũng tốt nghiệp trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Và từ hình ảnh của một người tạm gọi thầy thuốc đi chuyển sang điều hành kinh doanh của một công ty thì nó có khác nhau hay là nó có khó khăn và thử thách như thế nào? Nhân tiện cơ hội ngày hôm nay, không biết là anh Vinh có thể chia sẻ cho Minh Ngọc cũng như là quý vị được biết không ạ? Vinh tính ra đến nay là từ năm 94 đến nay là năm thứ 29 rồi không ha? Dạ đúng. Gọi là người vừa ra trường là Vinh đã vào ngay một công ty của nhà nước. Vinh làm cho đến năm 2000. Thực ra Vinh có một cái mong muốn là Vinh muốn làm thật sự làm cái gì đó mà nó mang lại cái sức khỏe. Cho nên Vinh đã mở ra cái công ty và Vinh là CEO của công ty Orifarmex từ năm 2000 đến nay là năm 2023. Coi như trải qua 23 năm. Dạ vâng. Có một cơ duyên hết sức đặc biệt là vì cái sự quan tâm và Vinh tập trung vào cái lĩnh vực về sức khỏe như vậy á, thì Vinh mới có cơ duyên làm việc với một vị giáo sư người Úc. Ông này là ông Barry Marshall, là người đã phát hiện ra con Helicobacter pylori. Cái con HB đúng không ạ? Đúng rồi. Mà cái con này để mà ông phát hiện là ông phải uống nó để nó gây loét cho ông. Rồi sau đó ông tự chữa nó. Người ta mới tin. Đó, cho nên cái công trình của ông đoạt giải Nobel vào năm 2005. Thì chính năm 2005 là Vinh làm việc với ông. Và từ đó Vinh đi sâu vô hệ tiêu hóa. Khi mình tìm hiểu sâu về hệ tiêu hóa rồi, mình hiểu đâu phải vi sinh nào cũng giống vi sinh nào. Yeah. Đấy, cho nên phải tìm loại tốt thì chỉ có những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới đếm trên đầu ngón tay. Cho đến hôm nay Vinh có thể nói rằng mọi người rằng đếm trên đầu ngón tay. Thì Semtech là một trong những nhà đó và hiện tại là Semtech là vươn lên dẫn đầu rồi. Cho nên cái tại thời điểm đó Vinh nghĩ rằng chứ vậy rõ ràng là cơ may bởi vì Vinh đánh giá đúng. Và cũng từ đó thì Vinh mới đưa về Việt Nam bộ bốn sản phẩm như mình nói đó. Yeah. Với cái quan điểm như này là làm sao cho cái hệ tiêu hóa mình khỏe mạnh thì nó giải quyết được rất nhiều vấn đề khác nhau. Dạ vâng ạ. Tiếp lời những cái cơ duyên trong cái hành trình trong 29 năm vừa qua của anh Vinh cũng như là với Orifarmex, qua cái cơ duyên lần này một lần nữa là với Droppy, thì Minh Ngọc nghĩ là cái cơ duyên tiếp theo là thuộc về tất cả quý vị đó. Bởi vì chúng ta đã tìm được một cái điểm đến mà có đầy đủ những cái thông tin để cho chúng ta có thể là ngoài việc trải nghiệm sử dụng thì công việc tiếp theo để chúng ta trở thành những đối tác kinh doanh của Droppy cũng là một cái điều rất đặc biệt đúng không ạ? Quay trở lại cùng với linh kệ Droppy lúc này thì thật ra là câu hỏi tiếp theo xin được phép dành đến cho anh Phát. Thường thì Droppy sẽ đưa ra khá là nhiều những cái bộ câu hỏi đặt khó cho đơn vị nhà cung cấp của mình. Và những cái tiêu chuẩn này thì cuối cùng cũng là phục vụ cho người tiêu dùng mà thôi. Vậy thì với một cái đơn vị nhà cung cấp có đầy đủ những chuyên môn như thế này thì không biết là lúc đó câu chuyện kết nối của mình như thế nào, thì nhờ anh Phát có thể là chia sẻ thêm lúc này ạ. Cơ duyên thì mình gặp anh Vinh thì mình biết đến một cô phó giáo sư tiến sĩ Trần Anh Vũ ở trong cộng đồng Droppy. Và mình cũng trao đổi với cô về những cái định hướng về sản phẩm sắp tới, thì cũng mong muốn tìm kiếm những cái sản phẩm về men tiêu hóa, tại vì men tiêu hóa là một những cái ngành rất là tiềm năng. Khi mà mình tìm kiếm những cái sản phẩm và ngay từ đầu tiên mình xây dựng những bộ tiêu chí là những cái sản phẩm khi mình đưa ra thì nó phải có những cái bằng phát minh sáng chế, những cái nghiên cứu khoa học rõ ràng. Thì dường như là bên phía nhà anh Vinh thì show ngay từ đầu, đó là những cái gì mà anh Vinh chia sẻ, những cái gì anh Vinh nói thì đều có đầy đủ các cái bằng phát minh sáng chế để nói lên những cái công nghệ sản xuất, công nghệ về sản phẩm, và mình có đặt những cái sự khác biệt giữa sản phẩm men vi sinh của bên Orifarmex so với những sản phẩm bên ngoài thì họ cũng đều trả lời rất là thuyết phục. Thì như vậy thì ở đây là một trong những cái vấn đề của thị trường và vấn đề của những cái sản phẩm. Thì khi mà mình để chọn ra những cái sản phẩm khắc phục điều đó thì
với cá nhân của Phát thì mình cũng mong muốn là tìm kiếm những cái sản phẩm nó cải tiến hơn, nó phải là công nghệ nó mới để mà mình đưa lên cái nền tảng của Dropy. Thì nói về sản phẩm, còn nói về những cái con người thì chỗ phía anh Vinh thì dường như là anh chị thấy là ảnh là một người dược sĩ có cái sự nghiên cứu lâu năm trong ngành, và nói về vi sinh thì dường như lúc đó là anh nói một ngày cũng không hết, đúng không ạ? Tức là dường như là khi nghe tới anh Vinh thì về kiến thức chuyên môn lâm sàng, những cái sự nghiên cứu rất rõ ràng và rất am hiểu rất là sâu. Đây là cái điều mà mình đánh giá rất là cao về cái con người. Chẳng qua là cái việc mà quá trình hoạt động kinh doanh thì nhà cung cấp luôn luôn có những cái nhược điểm, đó là có thể là do quá trình nghiên cứu quá sâu, đứng ở vai trò một cái người phát triển sản phẩm, nên là cái góc độ về kinh doanh để mà mình tạo ra những cái đột phá nó nhanh chóng thì dường như nó cũng sẽ là một cái hạn chế về yếu tố kinh doanh thôi. Tuy nhiên thì cái vấn đề yếu tố kinh doanh đó thì mình nghĩ là sẽ cần thời gian và cần cộng đồng đối tác kinh doanh trong quá trình lên nền tảng Dropy á, thì cái đó là cái mà có thể là mình hỗ trợ cho nhau được. Như đối tác kinh doanh họ hiểu, am hiểu thị trường, am hiểu về sản phẩm và họ tiếp cận khách hàng thì có thể bổ trợ một phần nào đó cho phía anh Vinh. Khi mà mình thấy sản phẩm là thật ra là mình không còn gì để mà mình không làm cả, lúc đó chỉ đơn giản là hai bên phải hợp tác với nhau. Cảm ơn anh Phát rất là nhiều, bởi vì thật ra là với cộng đồng của Dropy, đặc biệt khi mà anh nhắc đến cô anh Vũ, thì tất cả những đối tác kinh doanh của chúng ta sẽ càng thêm yên tâm để mà có thể là cho cái hành trình sắp tới của mình, với không chỉ riêng với sản phẩm của Orifarmed mà cùng với những cái sản phẩm mà lên kệ Dropy, thì quý vị sẽ càng yên tâm để gửi đến cho tất cả những người tiêu dùng là khách hàng tương lai của mình. Quay trở lại câu chuyện lúc này, thì ban đầu lúc Minh Ngọc có nhớ là qua cái chia sẻ của chị Hạnh á, thì cách đây 5 năm trước rồi, 5 đến 6 năm trước, thì chị Hạnh được biết đến sản phẩm của nhà Orifarmed qua cái kênh phân phối là từ bệnh viện, đúng không ạ? Rất là uy tín. Nhưng mà thật ra anh Vinh, ở góc độ như em thì em nghĩ là nếu mà mình bán tốt ở bệnh viện rồi, qua các kênh nhà thuốc cũng đã ổn định rồi, thì tại sao mình lại chọn sản phẩm để xuất hiện ở nhà Dropy ạ? Bước đầu mình cũng có một cái nhận định rất là quan trọng ban đầu. Tức là bản thân Dropy là muốn để cái hàng được lên kệ thì một cái quá trình và những cái điều kiện chọn lựa thì rất là nghiêm ngặt, đúng không? Rất là nghiêm ngặt. Và rất là nhiều cái tiêu chí đặt ra. Ở đây muốn bán được hàng thì các bạn phải là cái người mà được đào tạo, rồi có kiến thức và chia sẻ đó, thì cái hệ thống như vậy thì rõ ràng nó đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn. Có nghĩa là mình muốn lan tỏa cái giá trị và muốn làm ra những cái việc gì đó thì nó phải là bảo đảm uy tín, bảo đảm chất lượng. Đấy, đó là lý do tại sao đầu tiên để chọn Dropy. Và vì vậy mình có thể nói chọn Dropy là đúng. Ngoài những cái chứng nhận bình thường, ví dụ như ISO quá bình thường, ngay cả RMB cũng bình thường, nó chứng nhận cả những cái chứng nhận gọi là không chuyển đổi gen nè. Xét cũng thời gian mình nghe nói là rất lâu, đúng không? Câu trả lời này cũng sẽ là cái câu trả lời cho cái câu hỏi nếu mà làm việc cùng với Dropy anh có trở ngại gì hay không? Gần như không. Bởi vì sao ạ? Mình đã đầy đủ tất cả những cái chứng nhận mà gọi như là nghiêm ngặt nhất để có thể đảm bảo được cái sự an toàn cho người tiêu dùng của mình. Vậy thì cái tiêu chuẩn để sản phẩm của nhà Orifarmed được lên kệ Dropy thì không biết là anh Phát có thể chia sẻ lại một lần nữa để quý vị có nắm rõ được không ạ? Về cái tiêu chí lên kệ thì mình cũng dựa trên 4 cái tiêu chí đánh giá về mặt chất lượng sản phẩm, về mặt thị trường và cũng như về mặt pháp lý. Thì thứ nhất là mình lựa chọn thị trường, thì đầu tiên là mình đối với ngành hàng liên quan tới mạng vi sinh thì mình đánh giá rất là cao, và thị trường rất là rộng lớn, và dường như nếu như chúng ta có một cái ý thức bảo vệ cái hệ tiêu hóa thì cái hệ tiêu hóa đóng vai trò rất là quan trọng cho cái sự hấp thu về dinh dưỡng cũng như là đối với cơ thể. Thì nếu như chúng ta có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì cái việc chuyển hóa năng lượng và bảo vệ cơ thể rất tốt, nên là mình thấy nếu như chúng ta làm được một cái là cho họ thấy được cái quan niệm bảo vệ sức khỏe và bổ sung men vi sinh hàng ngày, đó là cái thật sự cần thiết. Bên cạnh thứ hai là vấn đề về thị trường, thì mình có một cái tiêu chí xét về giá. Trước đó thì bên phía nhà anh Vinh thì mình cũng có làm việc với một số các cái đơn vị liên quan tới phòng mạch và bệnh viện. Thì lúc đó thì mình lựa tất cả những cái sản phẩm đưa ra đó, thì có một số sản phẩm nó bị phá giá, và mình chọn ban đầu tiên là một số sản phẩm đáp ứng được cái vấn đề phá giá, không phá giá, mình đưa lên trước. Và mình cũng có quá trình điều chỉnh với chỗ anh Vinh là mình phải làm việc đưa ra những chính sách làm sao bảo vệ được quyền lợi của tất cả các bên, giữa cộng đồng Dropy cũng như là bên ngoài,
để tránh trường hợp mà khi mà mình phát triển một ở quy mô lớn thì hai bên nó sẽ bị mâu thuẫn về cái chính sách, dẫn đến là cái việc hợp tác nó không lâu dài. Nó là cái vấn đề về thị trường. Còn vấn đề về sản phẩm thì mình cũng chọn lựa dựa trên cái tiêu chí. Về sản phẩm thì mình sẽ chọn thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu của sản phẩm như thế nào. Thì rõ ràng bên phía nhà Đông Phương thì họ đã chứng minh rất rõ ràng từ một cái viện của Hàn Quốc và được chứng nhận và chính phủ Hàn Quốc chứng nhận. Thì và họ có đầy đủ các cái bằng phát minh sáng chế và các cái cơ sở khoa học dẫn chứng rất rõ ràng về sản phẩm. Thì dường như là mình đã giải quyết được cái khâu về sản phẩm rồi. Tại vì sản phẩm của mình chọn từ cái việc là nguyên liệu sản phẩm, câu chuyện từ nhà sản xuất, rồi là những cái bằng phát minh sáng chế, có những cái nghiên cứu lâm sàng hay không. Thì dường như là bên phía sản phẩm của anh Vinh đều đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí này. Tại vì thật ra thì một cái sản phẩm để đáp ứng những cái tiêu chí này cực kỳ khó, rất ít trên thị trường đều có điều này. Dường như là nó chỉ đến từ những cái doanh nghiệp rất là lớn và có cái đội ngũ nghiên cứu thì họ mới có điều này, mình rất là yên tâm. Bên cạnh đó là cái yếu tố về sản phẩm thì mình chọn một cái yếu tố về pháp lý. Những cái sản phẩm về những cái tiêu chuẩn sản xuất, mình có luôn cả những chứng nhận từ HALA, đạo hồi, rồi những chứng nhận sản xuất đầy đủ tiêu chuẩn GMP, rồi một số cái tiêu chuẩn khác. Và ngoài ra thì những cái giấy phép lưu hành đầy đủ cơ bản trên thị trường thì đáp ứng đầy đủ hết, không thiếu sản phẩm, không thiếu một giấy tờ nào. Ngoài ra thì có những cái giấy đăng ký bảo hộ thương hiệu. Còn yếu tố về con người thì thật ra thì bên phía anh Vinh là người am hiểu sâu. Và cái điều đó là cái mình cần ở một vai trò một nhà cung cấp, một cái nhà phát triển sản phẩm. Tại vì sản phẩm thì luôn luôn có ưu và nhược điểm. Mình không thể nào mình nói cái sản phẩm mình hoàn toàn là chỉ có ưu thôi nhưng không có nhược. Thì nếu như ở vai trò một cái nhà sản xuất, một cái người phát triển sản phẩm thì nếu như chúng ta thấy được cái nhược điểm trong quá trình chúng ta tiếp cận khách hàng thì chúng ta phải nghiên cứu ra những cái sản phẩm hoặc là cải tiến cái sản phẩm của chúng ta để sản phẩm càng ngày càng tốt hơn. Còn nếu như một cái doanh nghiệp mà chúng ta thuần về thương mại thì nó không giúp cho cái sản phẩm nó thể đi lâu dài được và nó không phát triển lâu dài được. Nên là đó là những cái tiêu chí mà mình chọn lựa một cái đơn vị, một cái nhà phát triển sản phẩm. Bây giờ khi mà nói với nhà Orifarmac, nói về cái sản phẩm men vi sinh thì dường như là đều nhắc tới bên chỗ nhà anh Vinh trên cộng đồng. Vậy lúc này mình sẽ không cần quan tâm tới con số đúng không anh Vinh? Quan tâm là người ta nói gì về mình thôi đúng không? Coi như là bước cái cơ duyên lần này gần như đã thành công rồi ạ. Ngoài khách hàng ra, cũng là đối tác kinh doanh của Topri luôn. Thì chị Hạnh thân mến, bây giờ em sẽ không hỏi chị những câu liên quan về những cái trải nghiệm sản phẩm của chị nữa. Khi đến với Topri thì thật ra đây là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn. Bên cạnh cái câu chuyện cảm hứng từ cái hành trình của anh Vinh thì đối tác kinh doanh cũng là một trong những cái nguồn năng lượng tuyệt vời dành cho những ai mà chúng ta mong muốn được khởi nghiệp từ hôm nay. Thì không biết chị Hạnh chia sẻ gì khi mà chúng ta bắt tay làm việc cùng với Topri ạ? Bởi vì mình cũng là một người phụ nữ và muốn trở thành một người phụ nữ có định vị. Cho nên là ngoài cái công việc hành chính của mình ra thì mình lựa chọn cái con đường của mình là đi kinh doanh. Cái lý do mà mình lựa chọn hợp tác kinh doanh Rugby á, là tại Rugby mình cũng có thể có rất là nhiều lợi thế. Lợi thế đầu tiên có thể kể đến đó là người kinh doanh sẽ không gặp quá nhiều rủi ro về vấn đề tài chính. Tức là mình sẽ không cần phải nhập hàng về nhà. Người kinh doanh sợ nhất là rủi ro mà. Cho nên cái việc mà kinh doanh không phải nhập hàng về nhà thì nó là một cái gọi là cái bước đầu tiên họ để có thể bắt đầu. Cái lý do thứ hai nữa để mà mình bắt đầu với kinh doanh này đó là mình không có cần quá nhiều thời gian mình đi làm. Mình có đi làm, đi dạy, mình có đi làm công ty nữa nhưng mà mình vẫn có thể kinh doanh với Rugby. Bởi vì là không phải đóng gói, cái khâu đó khá là nhiều thời gian đó. Mặc dù nó không trực tiếp tạo ra tài sản, không ra tạo ra tài chính nhưng mà tốn nhiều thời gian lắm. Sinh viên là mình có một khoảng thời gian để mình kinh doanh rồi. Và cái hình thức đó thì đúng là thiệt chiếm khoảng chắc 70-80% trong quá trình mà mình tạo thu nhập đó. Tại Rugby người ta sẽ làm những cái công tác là đóng gói cho mình nè, giao hàng cho mình, thu hộ cho mình luôn. Thì giống như mấy anh chị đang làm ở đây đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thì thành ra nó sẽ rất là tiện cho những anh chị nào có công việc, có một cái công việc và coi Rugby là một cái nguồn thu nhập thứ hai. Thứ ba nữa, lựa chọn Rugby của mình đó là bởi vì là mình không có biết. Trước đó là mình không gọi là cũng có kinh doanh online nhưng mà gọi là kinh doanh amateur, tức là nghĩ đến đâu làm đến đó. Mình nghĩ là mình đăng bài thì mình sẽ đăng bài. Mình không có một cái mô típ nào cả, mình không có một cái quy trình nào cụ thể cả. Mình cũng chưa được học về kinh doanh. Nhưng mà khi mình bước vào Rugby thì khác nha. Khi bước vào Rugby thì các anh chị mình sẽ được đào tạo cơ bản, gọi là cầm tay chỉ việc đi. Có thể nói đơn giản cho mọi người dễ hiểu là sẽ được công ty, sẽ được những cái anh chị có kinh nghiệm mà người ta đã kinh doanh rồi, ta sẽ chia sẻ cho mình lại cái cách làm để giúp cho mọi người có thể ra đơn, mọi người có thể là có thu nhập tốt. Đó, thì cái điều đó làm cho mình cảm thấy rất là tâm đắc trong hoạt động kinh doanh Rugby. Thật ra là với những cái điều mà
dễ hiểu là chúng ta thường kinh doanh đúng như chị nói từ ban đầu là mình hay lo rủi ro, lo mất tiền, lo bị lỗ, rồi chưa kể là phải tồn kho ở nhà của mình. Thì với cái câu chuyện kinh doanh của Robby thì chính xác hơn là với những gì mà chị Hồng Hạnh vừa chia sẻ thì quý vị thấy là không cần quý vị phải có vốn nào, không cần kinh nghiệm, không cần phải nhập hàng, không xin lỗi là không cần phải lo cả việc vận chuyển nữa. Rồi chúng ta cũng không lo tồn kho nữa. Với bốn cái điều không này thì chắc chắn là Ngọc nghĩ cái việc kinh doanh chưa bao giờ nó dễ dàng như vậy. Bởi vì thật ra là nếu mà có dịp thì quý vị có thể đến với những cái trung tâm vận đơn, hay nói cách là trung tâm xử lý đơn hàng của chúng tôi ở cả hai miền Nam Bắc, để quý vị thấy rõ rằng là chúng ta chỉ có ngồi ở nhà, chúng ta tư vấn sau khi đã được training kỹ càng những cái thông tin rồi, thì chắc chắn đây sẽ là một backup plan rất là tốt để chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta ngoài công việc chính của mình. Đó cũng là một cái lợi thế mà nếu mà ngay thời điểm chuyển đổi số này mọi người làm hết rồi mà chúng ta mà chưa làm á, thì gần như là nó hơi bị thiệt thòi, đúng không ạ? Chưa kể đến cả là cái việc ngoài những cái tiêu chuẩn làm khó những đơn vị nhà cung cấp như là anh Phát làm khó anh Vinh vậy đó, để đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất phục vụ khách hàng, thì những cái tiêu chí này mục đích đem đến gì? Đó chính là việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với những gì mà dược sĩ Vinh chia sẻ, anh Phát đại diện của Shopee cũng như là câu chuyện đại diện của người tiêu dùng, đại diện của đối tác kinh doanh là chị Hồng Hạnh đã mang đến ngày hôm nay với lên Shopee, thì quý vị cũng đã có thêm một câu chuyện nữa khi mà theo dõi xuyên suốt số hành trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị, và đừng quên để lại những thắc mắc, những phản hồi của tất cả quý vị sẽ luôn được chúng tôi trả lời trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng tiếp theo, và gửi lời chúc một lần nữa đến tất cả khách mời của chúng ta ngày hôm nay với Linh Kệ Shopee. Xin chào và hẹn gặp lại.